Xin kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thượng Vũ. Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp, thì trước hết thì em xin cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã cho em có cơ hội báo cáo ở trong cái phiên bệnh phổi kẽ này. Và hôm nay thì em xin phép là báo cáo về cái chủ đề là các cái phương pháp thăm dò chức năng phổi trong chẩn đoán và theo dõi bệnh phổi kẽ. Thì về cái phần nội dung báo cáo của em thì có 3 phần. Thứ nhất là cái vai trò của cái thăm dò chức năng trong chẩn đoán và theo dõi cái bệnh phổi kẽ và ảnh hưởng. Thứ hai nữa thì thật sự thì bệnh phổi kẽ thì chúng ta biết là nó cũng có trên 200 bệnh và cái thăm dò chức năng thì nó cũng sẽ tùy thuộc, cái sự bất thường nó cũng tùy thuộc vào cái chẩn đoán của mình. Thì em đây thì đưa ra một cái đó là cái vai trò ảnh hưởng của cái thăm dò chức năng hô hấp và trong cái bệnh trong IVF và một số cái kết luận. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà LID của chúng ta thì đây là một cái, mặc dù thì tên của nó là bệnh phổi kẽ nhưng mà thật sự nó là một cái, chúng ta cũng biết đó là một cái nhóm gồm rất là nhiều bệnh khác nhau. Và chính vì vậy nếu mà để mà chúng ta có được một cái và cái chức năng hô hấp của bệnh nhân thì nó lại phụ thuộc vào đó là cái chẩn đoán là gì, bệnh là gì, nó có thể có sự khác biệt một chút, dĩ nhiên là nó vẫn có những điểm tương đồng nhưng mà có những cái bệnh khác biệt giữa những cái loại, những cái chẩn đoán khác nhau. Và ở đây thì em xin phép nói lại về các cái phương pháp thăm dò chức năng hô hấp. Thì chúng ta thấy rằng khi mà trong cái vấn đề mà hô hấp của chúng ta và sinh lý hô hấp mình thấy thì chúng ta thấy cái quá trình mà thông khí phổi của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp để mà chúng ta đánh giá được cái quá trình thông khí, ví dụ như là cái hô hấp ký, dao động xung ký, các cái thể tích phổi, chúng ta có thể đo được cái mít mép hoặc là đo sức cơ mà hít vào, sức cơ thở ra và những cái go vân vân. Và ngoài ra thì trong cái bệnh phổi kẽ của chúng ta thì mình thấy rằng bệnh phổi kẽ thì nó ảnh hưởng nhiều tới cái vấn đề là trao đổi khí. Và cái vấn đề mà trao đổi khí thì chúng ta có thể đánh giá được qua cái chỉ số là cái DSO, là cái khả năng khuếch tán của CO qua cái màng khuế nang mong mạch. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà bắt đầu cái bệnh phổi kẽ ở những cái giai đoạn sau của chúng ta thì cái việc mà vận chuyển khí trong máu cũng bị ảnh hưởng và nó sẽ ảnh hưởng tới cái SpO2, thì có là những cái mà chúng ta thấy. Và ngoài ra thì chúng ta thấy khi mà bệnh phổi, nếu mà chúng ta may mắn mà mình phát hiện sớm bệnh nhân ở trong những cái giai đoạn mà phát hiện sớm thì có lẽ thì cái chức năng, khả năng vận động, khả năng gắng sức của bệnh nhân, cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân có thể chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà trong những cái khi mà chúng ta phát hiện ở bệnh nhân ở những cái giai đoạn sau, giai đoạn muộn, thì một trong những cái phần rất là quan trọng là mà chúng ta cần phải đánh giá đó là câu chuyện thì chúng ta cần phải đánh giá cái khả năng mà hoạt động của bệnh nhân, khả năng thích ứng với lại cái hoạt động của bệnh nhân. Thì về cái phần đánh giá cái khả năng gắng sức này thì nó không chỉ là liên quan đến hô hấp mà còn liên quan đến những cái vấn đề khác, ví dụ như hệ tim mạch, phối hợp của tim mạch, vấn đề cơ vân vân. Thì chúng ta có thể có những cái nghiệm phép đơn giản nhất, đó là cái nghiệm phép ví dụ như là đi bộ 6 phút hay là đi bộ con thoi. Đi bộ 6 phút thì chắc chúng ta khá là quen thuộc trong cái việc mà chúng ta chẩn đoán cũng như tin được xin chữ là trong cái việc theo dõi của cái bệnh phổi kẽ. Ngoài ra chúng ta có thể cái hiếm gặp hơn, đó là ít hơn chút xíu, đó là cái đi bộ con thoi. Và ngoài ra thì nếu mà chúng ta có điều kiện thì mình có thể là đánh giá một cách toàn diện hơn những cái bệnh nhân là tiến triển. Ví dụ mình chuẩn bị ghép phổi cho bệnh nhân thì chúng ta có thể bắt đầu xem xét về câu chuyện đó là mình làm những cái nghiệm phép như là gắng sức tim mạch hô hấp. Thì đó là những cái mà nó có thể là nó cao cấp hơn. Thì ở đây thì cái phần cái slide này là tóm tắt lại những cái phân loại về cái thăm dò chức năng hô hấp. Thì chúng ta thấy rằng về khảo sát đường chức năng của đường dẫn khí của mình thì cái này nó có lẽ ít có vai trò hơn ở trong cái bệnh phổi kẽ liên quan đến hen CVD nhiều hơn. Hô hấp ký, dao động xung ký, đo kháng lực thì nó ít hơn. Tuy nhiên thì mình thấy là trong một số bệnh phổi kẽ thì mình thấy là cái vai trò của cái FVC, cái dung tích xâm lấn sức cũng có vai trò rất là quan trọng. Và đối với bệnh phổi kẽ của mình thì các cái phần mà liên quan tới các thể tích của phổi thì có lẽ chúng ta cũng có thể đo nhưng mà có thể là nó ít có vai trò hơn. Thí dụ mình đo cái dung tích tổng dung lượng phổi, dung tích cạn vân vân. Và cái khuếch tán của CO, cái DSO là một cái thăm dò mà có lẽ chúng ta sẽ làm rất là thường quy
Rồi chúng ta có thể làm khí mô động mạch, đo CO2 qua da hoặc là đo cái SpO2 và những cái nghiệm phép hoạt động, hoặc là mình khảo sát chuyển hóa cho bệnh nhân. Thì những cái này thì có lẽ thì mình cũng triển khai được ở nhiều nơi rồi, chỉ có cái khảo sát chuyển hóa thì có lẽ thì mình ít làm hơn. Thì để mà chúng ta nói về cái câu chuyện mà mình phân tích cái kết quả một cái thăm dò chức năng hô hấp của mình đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình nói thăm dò chức năng hô hấp thì mình đôi khi mình hay cho bệnh nhân làm một cái cơ bản nhất, đó là cái hô hấp ký. Nhưng mà cái hô hấp ký của mình đó thì nó chỉ là cái cơ bản nhất, cái ban đầu thôi, và cái vai trò của nó thì có lẽ nó cũng trong một số bệnh phổi kẽ thì nó cũng có một cái vai trò. Và đây là cái hướng dẫn mà mới nhất của cái việc mà chúng ta có thể phân tích được cái kết quả của cái hô hấp ký. Thì mình phân tích chủ yếu và dựa vào hai cái chỉ số là cái FOV1 và FVC, nó có lớn hơn hay là nhỏ hơn cái giá trị LLN giới hạn bình thường dưới, hoặc là cái bách vị thứ 5 á. Và ngoài ra thì chúng ta có thể mình dùng cái FVC ở đây, FVC để chúng ta xem coi là nó có bình thường hay là nó giảm. Và đây có hướng dẫn theo cái hướng dẫn mới nhất 2022 của ATS và IRS, thì mình nếu mà trong trường hợp có bất thường của cái có tắc nghẽn và có cái FVC mà bất thường thì chúng ta có thể là mình sẽ phải đo cái thể tích phổi. Vì có lẽ thì đôi khi bệnh phổi kẽ nhưng mà có thể nó kèm thêm những câu chuyện khác. Và cái hướng dẫn mới nhất của chúng ta thì mình thấy rằng chúng ta cũng họ đã tiếp tục thay đổi về cái tiêu chuẩn để mà đáp ứng với lại cái test giãn phế quản. Thì cái test giãn phế quản trước đây thì mình nói là tăng 12% và 200ml của FOV1 và FVC. Tuy nhiên thì cái tiêu chuẩn mới thì nó lại chỉ cần tăng 10%. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng là mình dùng cái cách tính toán như ở đây, là mình sẽ lấy cái giá trị mà sau dùng thuốc giãn phế quản và chia giá trị dự đoán trừ cho cái giá trị trước khi dùng thuốc giãn phế quản và chia cho cái giá trị dự đoán, thì nó có hơi khác một chút xíu để mà mình thấy nó sẽ có cái sự thay đổi. Và cái phế đăng ký này thì em sẽ nói nhanh qua vì nó cũng vai trò nhưng cũng không nhiều lắm. Thì với phế đăng ký thì nó có thể giúp chúng ta cho thấy được một cái phổi này có thể là bình thường với những cái dung tích sống của chúng ta, VC ở đây bình thường, FIC, ARV bình thường, hoặc là một cái giúp hốt ký mà có hạn chế, chúng ta thấy TOC bình thường, TOC giảm, nhưng mà tỷ lệ của cái FIC trên TOC hoặc ARV trên TOC thì nó bình thường, hoặc là những cái trường hợp là có ứ khí, căng phình phổi, yếu thành kinh cơ vân vân, thì ứ khí hoặc căng phình phổi thì có thể là căng phình phổi thì TOC tăng, tỷ lệ thì có thể bình thường hoặc là thay đổi, còn trong trường ứ khí thì tỷ lệ của FIC trên ARV có thể tăng lên, vân vân. Thì đó là những cái mà sự thay đổi trong cái phát sinh ký chúng ta ghi nhận, và đây là cái diễn giải kết quả mà phân tích cái thể tích phổi theo cái hướng dẫn mới nhất. Thì em xin đi nhanh qua thôi, nó sẽ nhờ cái lưu đồ này mà chúng ta thấy nếu mà cái TOC nó nhỏ hơn cái bách vị thứ 5 thì mình sẽ đi theo cái lưu đồ hướng dẫn và mình sẽ xem coi có những cái bất thường gì hay không. Và em xin dành nhiều thời gian hơn là chúng ta nói về cái DLCO, là cái mà nó liên quan tới cái nhiều hơn tới cái bệnh phổi kẽ. Thì mình biết là để mà cái tổn thương mà cái bệnh phổi kẽ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và ảnh hưởng sớm đến cái DLCO, là cái khả năng khuếch tán của CO. Và để mà chúng ta phân tích cái khả năng khuếch tán của CO một cái, thì đây là một cái vai trò chúng ta thấy trong cái việc mà mình theo dõi được cái bệnh nhân, cái bệnh phổi kẽ của mình. Tại vì mình có lẽ thì chúng ta thấy chụp CT thì mình chụp nhiều quá thì cũng ngại cho bệnh nhân. Và nếu mà mình theo dõi hốt ký thì thật sự thì phần lớn cái bệnh nhân bị phổi kẽ trong giai đoạn đầu thì cái chức năng, cái hốt ký của bệnh nhân thì thường phần đó là bình thường, cái FVC sẽ thường là bình thường. Nếu mà có tắc nghẽn thì coi chừng bệnh nhân bị CVD hay bị gì đó. Thì chúng ta đôi khi là mình phải theo dõi qua cái DLCO này. DLCO này thì đây là cái lưu đồ để mình phân tích DLCO thôi, thì xem coi là nó có bình thường hay là bất thường. Nếu mà nó giảm thì có cái VA là cái thông khí, cái thể tích của phế nang của chúng ta nó bình thường hay là nó giảm. Rồi mình sẽ xem KCO. KCO chính là cái DLCO mà chia cho cái VA. Thì chúng ta sẽ phân tích và mình coi nhầm nó nằm ở cái mục nào. Ví dụ như là thí dụ ở đây thì chúng ta thấy nếu mà một cái người mà có cái DLCO giảm và VA cũng giảm và KCO cũng giảm luôn, thì khả năng thì có thể là liên quan tới cái LID nhiều ở trên đây. Hoặc là trong trường hợp mà DLCO thì có giảm không thôi, thì có thể là những cái
chúng ta có thể cái LED mà trong giai đoạn sớm hơn chỉ có giảm đơn thuần của DLCO. Và ở đây là một cái tóm tắt những cái dạng mà bất thường có thể chức năng hấp mà có thể gặp trong một số cái bệnh LED. Chúng ta thấy rằng trong trường hợp mà bệnh nhân có cái hạn chế là có VC giảm hoặc là FEV1 giảm, nhưng mà cái chỉ số FEV1 trên FVC vẫn bình thường hoặc là tăng, thì chúng ta có thể thấy gặp trong rất là nhiều cái bệnh dạng bệnh phổi kẽ như sơ phổi vô căn, viêm phổi kẽ không đặc hiệu vân vân, bệnh phổi kẽ, viêm phổi quá mãn gì vân vân, rất là nhiều bệnh. Và cái này chắc có lẽ dùng chúng ta không thể dùng cái chức năng hô hấp để mà chúng ta chuẩn đoán, mà chủ yếu là vấn đề mà theo dõi và đánh giá cái điều trị cho bệnh nhân. Hoặc là trong trường hợp bệnh nhân có hội chứng hỗn hợp là vừa có hạn chế và kèm với tắc nghẽn, thì có thể là trong trường hợp CVD mà kèm theo sơ phổi, vì thường sơ phổi thì nó lại không tắc nghẽn. Nếu mà có cái tắc nghẽn kèm theo thì có thể mình lưu ý có thể là có thêm cái CVD mà kèm theo sơ phổi, hoặc là những cái bệnh phổi kẽ liên quan đến cái viêm tiểu phế quản hô hấp vân vân. Hoặc là chỉ có tắc nghẽn đơn thuần hay không, thì mình thấy là cái viêm tiểu phế quản tắc nghẽn lam hoặc là sarcoidosis nội phế quản, hoặc là chỉ có đơn thuần là giảm cái DLCO thì có thể CVD. CVD thì bản thân nó cũng đã giảm DLCO rồi, cũng có thể kèm theo sơ phổi vân vân, bệnh phổi kẽ giai đoạn sớm. Hoặc bình thường thì có thể là những cái bệnh phổi kẽ mà sớm quá thì chúng ta cũng không thấy được, ngay cả DLCO cũng bình thường mà có thể mình thấy cũng có tổn thương như chúng ta thấy lúc nãy trên CT có chút xíu thôi. Và ngoài ra thì để mà nói về đánh giá cái vận động của bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng đây là cái sơ đồ, nhìn nó cũng rất là lôi thôi và nó cũng khá là nhiều cái vấn đề phức tạp. Nếu mà một cái bệnh nhân mà bị cái bắt đầu mà bị LED thì mình sẽ thấy là câu chuyện là ảnh hưởng tới cái khả năng khuếch tán, làm thay đổi cái vấn đề mà trao đổi khí, rồi sẽ dẫn tới là cái giảm oxy máu khi gắng sức, rồi giảm thông khí phế nang vân vân, và giới hạn cái thông khí, rồi vấn đề mà rối loạn về cái chức năng của cái mao mạch phổi, rồi giảm cái cung đường tim, và bệnh nhân thì ít vận động thì sẽ ảnh hưởng tới cái chức năng của cái cơ và làm tới cái việc vấn đề là giới hạn vận động. Giới hạn vận động thì chúng ta sẽ đánh giá những cái vận động, thì chúng ta thấy rằng đối với những cái thăm dò chức năng hô hấp mà chúng ta nói lúc đầu lúc nãy đó, là những cái mà chúng ta làm khi nghỉ, là bệnh nhân vô chỉ có ngồi chỗ chút xíu thôi và ngồi ví dụ thở vô thở ra là đo đi số vân vân, thì đôi khi thì nó không dự đoán được cái khả năng gắng sức của bệnh nhân, thì chúng ta cần phải có những cái test mà nó phù hợp hơn, nó dự đoán được cái khả năng gắng sức. Ví dụ như mình hay làm, chúng ta làm cái đơn giản nhất là mình làm được cái test đi bộ 6 phút. Thì test đi bộ 6 phút thì nó rất là dễ làm và mình có thể thực hiện tương đối, có hơi cái mất hơi mất thời gian một chút xíu để đánh giá chức năng và phát hiện sớm. Thì CBS thì nếu mà mình có khả năng thì mình có thể làm CBS thì đánh giá được tốt hơn, cái phát hiện sớm hơn những cái bất thường trong quá trình rối loạn trao đổi khí ở cái LED. Và trong trường hợp mà LED tiến triển thì chúng ta có thể cho dùng cái theo dõi bằng cái đi bộ 6 phút, nhưng mà chúng ta có thể theo dõi bằng CBS để mà chúng ta xác định được cái cường độ, cái mức độ tập luyện để mà chúng ta có những cái đơn tập luyện phù hợp cho cái bệnh nhân mà chúng ta cần xem xét mình có cái phục hồi chức năng hô hấp. Và ngoài ra thì mình có thể dùng để mà chúng ta phân biệt những cái cơ chế khó thở và giới hạn gắng sức trong những cái trường hợp mà chưa rõ nguyên nhân. Vì chúng ta thấy rằng mặc dù những cái người mà bị sơ phổi thì có thể sẽ lớn tuổi, khi lớn tuổi thì có thể kèm theo những cái nguyên nhân mà tim mạch, chúng ta nếu mà mình có thể kết luận được cái phân lược là cái khó thở này là do tim hay do phổi, thì mình có cái chiến lược, ví dụ bệnh nhân than khó thở mà có vấn đề tim thì mình sẽ chuyển qua tim và điều trị thôi, chứ mình cũng không có ráng mà mình làm thêm ở phần đây. Và đây là những cái chỉ định mà chúng ta có thể làm ở trong cái CBS, thì có rất là nhiều thứ chúng ta có đã nói một phần lúc nãy để chẩn đoán khó thở, để mà đánh giá về đáp ứng và điều trị về cái tiên lượng vân vân. Và cái hình sơ đồ này thì các em cũng bỏ qua nhanh, đó là cái sự so sánh, cái sự đáp ứng của cái CBS ở người khỏe mạnh và một cái bệnh nhân mà bị LED. Thì nhìn chung thì trên đây là cái phần mà mình nói về cái chức năng và cái khả năng hoạt động chức năng, thì có chỉ số quan trọng nhất đó là cái VO2 max. Thì ở cái người LED á, cái thì họ sẽ giảm rất là nhiều so với người bình thường, và thường thì sẽ giảm dưới 85% dự đoán. Nhưng mà ở bệnh nhân Việt Nam chúng ta cũng làm nhiều mà thấy bệnh nhân Việt Nam của mình thì phần lớn cũng toàn dưới 85% không mà. Thì có thể là người Việt Nam của mình ít vận động hơn quá so với Tây. Tây họ rất là khỏe và họ vận động rất là tốt, cho nên họ thường trên 85% dự đoán. Người Việt Nam mình toàn là 70-80% là tốt rồi đó. Cho nên là đôi khi nó cũng không được đặc hiệu đây lắm. Nhưng mà có một cái ngưỡng anaerobic threshold là cái ngưỡng mà chuyển hóa yếm khí, thì đôi khi nó sẽ giảm, thường sẽ dưới 40%, cái ngưỡng mà 40% của dự đoán của VO2. Và ngoài ra mình sẽ rất là nhiều cái bất thường, rất là nhiều cái bất thường. Nhìn chung thì nó sẽ có đây, trên đây.
Và mình thấy về bất thường về thông khí, về tim mạch, về các triệu chứng, vân vân. Tiếp theo thì em xin phép nói về cái vai trò, ảnh hưởng và vai trò của thăm dò chấn thương hô hấp trong cái IPF. Thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp mà mình sơ phổi đơn thuần thì cái hội chứng này, nó đặc điểm của cái IPF này là có hạn chế đơn độc và giảm cái TOC và FEV1. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tỷ số FEV1 và trên FVC sẽ bình thường. Cho nên trong trường hợp mà mình thấy cái đo hô hấp ký mà thấy có cái FVC giảm thì nó được, thì mình nên đo thêm cái phế thanh ký để mình để chắc chắn rằng cái FVC này là giảm, là đúng, là thật sự là nó giảm, nó bị hạn chế thật sự, chứ không phải là nó giảm là do bệnh nhân bị cái ứ khí. Ứ khí thì có thể là cái FVC nó giảm nhưng mà TOC nó vẫn không giảm. Và trường hợp mà sơ phổi kết hợp với khí phế thủng thì mình sẽ thấy là có một cái hình ảnh mà đảo ngược trong trường hợp mà cơ học của sơ phổi, đó là TOC và FEV1 có thể bình thường giả. Vì cái này liên quan tới cái compliance của cái phổi của mình. Và tiếp theo nữa thì cái DSO thì rất là thường gặp, nhưng mà không đặc hiệu, thì chúng ta thấy là nó sẽ giảm nhưng mà nó không đặc hiệu. Và nó có thể KSO thì có thể bình thường trong khoảng 30% bệnh nhân IPF, đặc biệt là những bệnh nhân mà DSO giảm nhẹ. Và một cái điểm mà chúng ta thấy rằng DSO mình cái một cái là mình chắc chắn mình phải làm, đó là mình làm DSO vì nó giảm rất là nhiều. 90 một cái nghiên cứu thấy là 98% thì nó giảm ở trên cái thời điểm đánh giá ban đầu. Thì chúng ta thấy như vậy, khi mà mình gọi là làm một cái thăm dò chức năng hô hấp toàn diện thì nó không chỉ dừng lại cái hô hấp ký, mà mình cần phải làm hô hấp ký, làm đo thể tích phổi và đo luôn cái DSO. Thì cái xem như đầy đủ ba cái món đó thì mình mới gọi là cái thăm dò chức năng hô hấp toàn diện. Thì ví dụ đây là kết quả của một cái bệnh nhân mà hô hấp ký của một bệnh nhân BIPF, thì chúng ta thấy là cái PC của bệnh nhân giảm, FVC bệnh nhân giảm còn 55% dự đoán, là Z-score là -2.95. Và mình thấy TOC bệnh nhân đây cũng giảm, chỉ có 55% dự đoán, Z-score là -3.84. Chúng ta cái đỏ ở đây nè. Và cái DSO này thì mình sẽ giảm rất là nhiều, giảm còn có khoảng 30% so với lại cái dự đoán, mà mình thấy Z-score giảm rất nhiều. VA thì cũng giảm, và cái KCO thì nhìn chung thì cũng giảm luôn. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái, nhưng mà cái bệnh này thì chắc là nặng rồi, mình CT thì thường tổn thương rất là nhiều chứ không có tổn thương ít đâu. Và cái vai trò của cái FVC thì nó liên quan tới cái việc mà cái lượng, cái vấn đề tử vong của bệnh nhân. Nếu mà FVC mà chúng ta thấy rằng cái khi mà chúng ta theo dõi trong thời gian một năm, mình thấy FVC mà chúng ta thấy là nó giảm trên -10%, thì bệnh nhân sẽ có cái nguy cơ tử vong rất là cao, từ -5 đến -10 thì cũng giảm trong một năm, thì mình thấy là cái nguy cơ tử vong tăng lên rất là nhiều. Và cái FVC nền ban đầu cũng vậy, FVC nền ban đầu thấp dưới 50% dự đoán thì nó, hoặc là dưới từ 51 đến 65% dự đoán thì nó cũng liên quan tới cái việc là bệnh nhân sẽ tử vong rất là sớm ở trong tử vong, liên quan tăng cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Ngoài ra thì cái sự sụt giảm của FVC và tử vong thì mình thấy ở đây, thì cái sự sụt giảm của cái FVC này thì nó liên quan nhiều tới cái việc mà liên quan tới cái việc tử vong. FVC sụt giảm càng nhanh thì bệnh nhân sẽ càng sớm tử vong, cho nên là cái thăm dò chức năng hô hấp thì chúng ta cần phải làm cho bệnh nhân thường xuyên. DSO cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta đo cái DSO nền của bệnh nhân, DSO nền mà thấp, ví dụ dưới 35%, thì mình thấy là cái người mà có DSO thấp thì sẽ tử vong rất là nhiều hơn so với cái ông DSO trên đây là cao hơn là 50%. Thì cái chức năng hô hấp càng thấp thì mình thấy là nó càng xấu. Và nếu mình cộng hợp hai thứ này lại thì mình thấy rằng mình sẽ có mình sẽ có cái mô hình để mà dự đoán. Thì mình thấy nhìn chung thì DSO vừa thấp, FVC vừa thấp thì bệnh nhân sẽ tử vong càng nhiều, cho nên là chắc mình phải theo dõi cái thường xuyên. Và đây là một trong những cái là mình monitor cái trong cái quá trình mà điều trị cho bệnh nhân, thì mình có thang điểm ra để mà mình đánh giá cái nguy cơ mà tử vong ghép của mình ở đây, và cái giới tính và tuổi và cái chức năng hô hấp của bệnh nhân, để chúng ta đánh giá coi là 1, 2, stage 1, 2, 3 gì đó, để mà mình xem cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Và ngoài ra thì cái đi bộ 6 phút ở trong cái IPF này thì cũng là một cái mà chúng ta cực kỳ cần phải quan tâm. Quan tâm ở đây là vì chúng ta thấy rằng đây là những cái ưu điểm và khuyết điểm của cái đi bộ 6 phút cho bệnh nhân. Thì cái ưu điểm đó nhất là rất là rẻ, và bệnh nhân có thể là mình có thể làm được thường xuyên cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó mô phỏng được cái việc mà bệnh nhân làm mỗi ngày. Có nghĩa là bệnh nhân mỗi ngày chắc cũng phải đi thường xuyên, đi bộ đi tới đi lui đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng, và nó liên quan rất là nhiều tới cái câu chuyện chất lượng cuộc sống, chức năng hô hấp, vân vân. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng nếu mà cái đi bộ 6 phút mà nó giảm nhanh
thì đáy thắt lưng sẽ thoái đệm nhanh thì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề tử vong cho bệnh nhân. Nhưng mà có một cái nó có nhiều cái ảnh hưởng, đó là về tuổi của bệnh nhân, về kinh nặng, về giới tính, về những cái bệnh động mạch nữa. Bệnh nhân mà bệnh động mạch ví dụ bệnh tim thì nó cũng sẽ làm giảm cái khoảng thời gian đi bộ 6 phút xuống, mà không phải là do IVF mà hoặc là LAD, mà nó là do bệnh nhân bị bệnh tim mạch, nó sẽ nhiều cái yếu tố khác ảnh hưởng. Và có một cái là có training effect, có nghĩa là bệnh nhân khi mà đi quen rồi thì bệnh nhân có khả năng là trong sẽ tăng được cái khả năng đi bộ lên trong một thời gian đầu, mà theo dõi thêm nhiều năm thì có thể nó sẽ bị tụt xuống lại. Nhưng mà có cái thì cái đi bộ 6 phút mà nó không có cho chúng ta biết được, nếu mà bệnh nhân khó thở thì không biết khó thở do đâu, hoặc là giảm oxy máu, khó thở thì mình sẽ không nói được khó thở là như thế nào, do nguyên nhân tim hay do phổi vân vân. Chúng ta thấy đây là cái ứng dụng của cái đi bộ 6 phút trong cái IVF của chúng ta. Thì thứ nhất là chúng ta thấy quan trọng nhất là tiên lượng. Thì cái ông mà đi bộ mà ngắn quá, đi bộ mà dưới có 250m thôi đó, thì cái khả năng là tiên lượng xấu. Hoặc là cái đi bộ mà cái SPO2 này, SPO2 lúc đầu mà nền mà chúng ta thấy là câu chuyện mà tí 88 thì rất là xấu rồi. Và cái heart rate reserve này đó, đi bộ mà tăng nhịp tim lên mà thấp quá, nó còn cái dự trữ nhịp tim nó thấp nữa đó, thì mình thấy là cũng sẽ có nguy cơ tử vong. Và có thể đánh giá được cái việc mà chúng ta có cần sử dụng oxy không, đi bộ mấy phút mà giảm oxy máu thì là chắc là phải vác thêm cái máy oxy nữa rồi. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng xem coi bệnh nhân có thể mà phục hồi chức năng hô hấp vân vân, thì chúng ta thấy đánh giá về khó thở. Nếu mà chúng ta chắc chắn đây là khó thở mà do phổi không phải do tim, rồi đánh giá có thể là về cái vấn đề mà khả năng bệnh nhân có thêm cái tăng áp phổi, rồi đánh giá cái tình trạng bệnh nặng và tiến triển của bệnh. Và vấn đề thì để mà ghép phổi thì có lẽ thì chỉ là gợi ý thôi, thì nếu mà bệnh nhân cần ghép phổi chắc phải đi qua làm CPAP để mình đánh giá nó cao cấp hơn một chút xíu. Và mình thấy đây là một cái sơ đồ để mà chúng ta thấy là cái bệnh nhân nào thì cần phải dựa trên cái đi bộ 6 phút thì chúng ta cần sẽ cho bệnh nhân đi ở đâu. Ví dụ như là trường hợp mà bệnh nhân cứ dần quần dần hoài thì tránh là bệnh nhân phải đi phục hồi chức năng hô hấp. Rồi bệnh nhân mà cần thở oxy thì coi chừng là bệnh nhân phải có cái ghép phổi, hoặc là bệnh nhân phải đi dùng cái oxy bổ sung thêm, hoặc là bệnh nhân có thang điện bo cải tiến của mình thì có từ 0 đến 10, và càng cao thì bệnh nhân càng khó thở nhiều. Bo mà đi mà khó thở nhiều quá thì cũng đi vô cái phục hồi chức năng hô hấp, rồi cái làm cho bệnh nhân bắt đầu chăm sóc mà giảm nhẹ cho bệnh nhân rồi nếu mà trường hợp mà chúng ta thấy là cái recovery rate mà thấp, rồi cái SPO2 thấp vân vân, thì coi chừng tầm soát coi thêm cái tăng áp phổi ha. Rồi trường hợp mà chúng ta thấy rằng mình nhìn những cái việc này, chúng ta có thể xem coi khi nào chúng ta cần phải cung cấp cho bệnh nhân cái oxy cho bệnh nhân. Và trong trường hợp nếu mà tất cả đều xấu hết thì coi mình sẽ bắt đầu phải thảo luận với bệnh nhân. Bệnh nhân bắt đầu coi như là sắp sửa từ giã cõi đời thì mình phải có thảo luận với người nhà bệnh nhân về câu chuyện này. Thì chúng ta thấy là cái đi bộ 6 phút này nó đơn giản. Ở đây chúng tôi không có nói là CPAP, tại vì CPAP thì nó phức tạp và cần nhiều thời gian. Nhưng mà cái đi bộ 6 phút này thì mình có thể làm rất đơn giản. Nhưng mà mình cần phải, quan trọng nhất là phải có cái diện tích, có cái đường đi đủ 30m. Để mà mình làm mà không có đi 30m là phải trống, chứ không phải đi 30m mà mình làm một cái chỗ mà đông người quá, đi cứ né người này né người kia, thì chúng ta cũng không làm đi bộ 6 phút được như vậy. Và dụng cụ rất đơn giản, mình chỉ cần có một cái máy đo SPO2 và một cái bấm cái vòng thôi, mình đi theo mình bấm có bao nhiêu vòng, mình tính được cái vòng cọc cho bệnh nhân lại. Và có một cái ghế cho bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân đi mỏi chân hay là mệt ngồi thì cho người ta ngồi xuống. Và đây là tóm lại những cái thay đổi của cái thăm dò chức năng ở trong cái hô hấp. Thì mình thì nhìn chung trong cái IVF của mình thì nhìn chung thì hô hấp ký thì nhìn chung là bình thường. Có thể cái FVC nó có thể nó giảm trong trường hợp mà nặng thôi. Cái thể tích phổi thì khi mà nó nặng thì nó sẽ giảm xuống. Rồi cái khí máu thì nói chung là trường hợp nào thì mới thay đổi. Nhưng mà cái DLCO này thì có thể là nó trong trường hợp IVF nhẹ thì có thể đã giảm sớm. Những trường hợp muộn thì chắc chắn là sẽ giảm. Và ở những cái mà vấn đề ho thì cũng tăng lên, rồi vân vân. Rồi cái tuyết động của phổi thì thường cũng tăng, cái dry trong cái thông khí cũng có thể tăng lên. Và cái này là cái về cái vận động thì cái VO2 mình giảm, tăng cái khoảng chết lên, rồi tăng cái VE trên VCO2. Và mình có thể tăng cái đặc biệt là một cái nữa, mình thấy là tăng cái ABDVO2, tăng cái trên lệnh áp suất giữa cái phế nang và mao mạch của mình khi nghỉ và cả khi gắng sức.
sao ta? Thì nhìn chung thì chúng ta thấy rằng ở cái nhìn chung thì để tóm lại thì chúng ta thấy rằng ở trong cái độ nặng của IBF cũng chúng ta thấy rằng IBF mức độ nhẹ hoặc sớm thì FVC bình thường hoặc giảm nhẹ, DOCO có thể bình thường giảm nhẹ, có thể có hoặc không giảm cái đi bộ 6 phút. Mức độ trung bình và mức độ nặng trở lên thì tất cả các chỉ số nó đều giảm xuống, FVC cũng giảm, DOCO cũng giảm, khoảng cách đi bộ 6 phút nó cũng sẽ ngắn rút cánh trở lại. Và đây là chúng ta thấy là trong trường hợp mà cái IBF ở đây thì chúng ta thấy rằng để trong trường hợp chẩn đoán điều trị chẩn đoán thì mình thấy là mình có thể làm cái hút ký phế thanh ký DLCO, và để tiên lượng thì mình có thể làm hút ký DLCO tiết kiệm tiền hơn chút xíu, theo dõi cho mình có thể làm hút ký DLCO mỗi 6 đến 12 tháng, hoặc có trường hợp thường xuyên hơn ở trong trường hợp bệnh nhân nặng. Và những cái trường hợp này thì mình sẽ quan tâm đến cái việc chủ yếu là cái baseline ban đầu nó có thấp quá hay không, và cái sự sụt giảm FVC nó sụt giảm trên 10%, DOCO trên 15% trong 6 đến 12 tháng thì nó sẽ tiên lượng là bệnh nhân sẽ nặng và có khả năng là tử vong cao, hoặc là cái nghiệm pháp mà đi bộ 6 phút thì nó mà giảm khoảng tầm 25 đến 50 mét đó trong 6 đến 12 tháng thì cũng là một cái tiên lượng xấu cho bệnh nhân. Thì về phần kết luận thì nhìn chung thì cái thăm dò chức năng hô hấp là một cái phần quan trọng trong đánh giá và theo dõi của LID, thì tuy nhiên nó chỉ là hỗ trợ thôi, và FVC và DSO là một cái phương pháp quan trọng mà chúng ta cần quan tâm đến giá trị ban đầu cũng như là sự sụt giảm của hai giá trị này, và chúng ta có thể dùng cái DSO hoặc TOC để mà đáp ứng đánh giá cái đáp ứng điều trị cũng như là tiên lượng tử vong. Và cái nghiệm pháp đi bộ 6 phút cũng là một cái rất là quan trọng mà chúng ta xem xét cho bệnh nhân và lựa chọn những cái điều trị, đặc biệt là những cái điều trị mà oxy hoặc là những cái điều trị ghép phổi hoặc là chăm sóc cận tử vân vân. Phần trình bày của em đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.